Nó cô bác của anh chị thấy bụi nó bay bịt mù luôn, có hai quét à. Mấy cây cây đó là dây leo á. Dây leo đó phải không? Ngon lành luôn. Rồi. Nè con, em biết lên con. Thôi bây giờ chiều đi, chiều xuống quay tiếp cho sao. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì cũng những ngày sau Tết Nguyên Đán cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ cùng với lại đây là cô Hai. Cô Hai thì ngày xưa giờ là cô Hai là ăn chay trường và sống nuôi cháu ngoại cô bác quý anh chị. Thì hôm nay thì đến rủ cô Hai để mà đi đi xuống ông Sáu. Ông Sáu mà sống ở trong cái ngôi nhà một mình đó cô bác quý anh chị. Cũng được sự hỗ trợ của một cái gia đình của chị Thu ở Việt Kiều ở Mỹ cô bác quý anh chị, hỗ trợ cho ông những cái nhu cầu thiết yếu ở trong nhà cũng như là mua đồ ăn dự trữ cho ông. Hôm nay thay mặt chị Thu cùng với cô Hai. Cô Hai chào mọi người, cái cô Hai. Cô Hai của Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị em. Đồng đạo mà nhà tài trợ giúp cho chú Sáu được mà cho ăn mặc ở cho được nó ấm. Giờ mình ăn thì cũng cô đơn cũng quá khổ. Vậy tôi cũng thấy vậy, tôi cũng nhờ bà con cô bác giúp ủng hộ cho ông. Rồi bây giờ mình hai cô cháu mình đi mua ha. Giờ hai con cháu giờ mua đồ cho ông đặng vật dụng ông xài thêm. Bây giờ gia đình quá khổ, giờ không có ai tài trợ tiếp, giờ ông 76 tuổi rồi. Giờ cô bác anh chị em ủng hộ tiếp giùm. Rồi, hai dạ, cô bác anh chị thì bây giờ Bùi Hồ với lại cô Hai sẽ đi vô đây để mua một cái giường sắt với lại một cái nệm để cho ông Sáu. Cái bà có bán mà tủ phê thứ thường thường không em? Cái giường sắt thường là nhiêu cái à? Giường sắt thường nó 1.4 triệu. 1.4 triệu ha. Là loại thường nhất đó hả? Có bớt không dạ, em? Em mua làm từ thiện. Mua từ thiện giúp cho ông già ở bên công nè. Dạ, bán 1.3 triệu. Rồi có cái nệm không anh? Nệm thì có. Nệm mỏng hả? Mua cái nệm mỏng để lên để cho nó. Anh chở giùm em luôn nha. Có tủ phê thường không em? Dạ chưa, để coi cái nệm đi. Coi nệm trước đi cô Hai. Đây có cái loại nệm này 1.7 triệu. Thôi anh lấy cái nệm loại mỏng thôi. Có loại gấp 3 thì nó rẻ, nó 450. Mấy loại này nè, nó gấp 3 lại nó cũng dày vậy, 450 hoặc là cái mỏng này. Cái mỏng mua cái mỏng mà chấm phía 180 được rồi. Mỏng này đi anh. Tại trợ đó cũng không có tiền nhiều mua cho nó có ghép đó nè em. Tại loại dày quá nhầm khi ông già cũng hơi nực. Ông già hả? Ổng hôm nay 76 tuổi mình ơn ổng à. Vậy anh lấy cho em một cái cái loại có ba thứ cái mỏng nhỏ này đi em. Cái loại mỏng này đi. Này là vừa cái giấy luôn không ta? Vừa cái giường nó 6. Vừa cái giường luôn ha. Cái nệm này là bao nhiêu? Đó 180. 180. 180 với lại cái giường 1.3 triệu. 1.3 triệu. Rồi với lại anh cho em một cái nơi cái tủ thờ. Rồi cho nó loại thường nhất. Tủ thờ đây. Loại đó nhiêu anh? Loại đó 3.3 triệu. Ồ. Dạ, 1.7 triệu đây không có bán. Hàng 1.7 triệu không có hả? Dạ. Nhưng mà cái này mình để lên thờ được không ta? Thờ mua cái tủ ở quanh cái ghế đắp rồi đúng không? Cái bàn này nè được không? Cái bàn đắp rồi, cái để lên thử cao không? Thì cho ông thờ cũng được, như ảnh có cái bàn cây mà mình thấy nó cũng kỳ. Này thì nó bự quá. Cái này nó bự hơn cái nhà. Hả? 7.12, ngang 7 dài 12. Nhưng mà có bề ngang hẹp hơn không anh? Có loại nhỏ hơn không? Không, có cái thang thờ mà mình còn phải để này gặp nó để này nọ anh cúng nha. Chứ nhỏ quá để có mình ơn đóng rồi. Cái ghế này như vậy. Này là 6.5, này inox. Sao con tính sao con? Cái này nó bự không cô Hai? Bự hơn nhà ổng á, chẹt á. Không, cái này hẳn không chẹt, để đó cũng được. Cũng như thờ phượng mình đi tới luôn, có mình ơn đóng mà. Chẹt cho cái nhà của ông á. Nhà có ông nhỏ lắm. Nhà có ông nhỏ xíu. Ông 76 tuổi mà ở mình đang đóng. Nó loại nào mà nó loại thường thường như tủ phơi như ta chạy bán ngoài đường thứ thường thường đó. Dạ ở ngoài đường mấy cái gỗ tạp đó. Tính gỗ tạp mình tính mua cho ổng xài cho nó vừa với tuổi ông nay 76 tuổi vậy em. Dạ rồi, có hay đó. Cái này là có thấy cái này bự không? Cái này thì nó ngay nó hơi bự hơn cái bàn của ổng nè. Bự hơn cái bàn ổng. Nhưng mà nó rộng cái chặt cái nhà của ông không? Thì cả chặt cái giờ đi tới đuôi của mình lên ổng mà. Hôm trước là ông để cái bàn hả? Cái bàn cây phải không? Bàn cây. Bàn cây nữa rồi mình xài lại bàn inox rồi đi, nó bền lắm.
ý mình tính ra mua cái giường mà cứ thường thường thôi, chạy bán không được hết. Vậy là anh nói này 650 hả? Ờ lấy chị lấy cho em luôn đi. Mình lấy cái bàn này này cô bác của anh chị cho ông để hình thờ của vợ ông coi ha. Vợ ông ha. Để cho nó kiên cố. Anh lấy kem cái bàn với lại cái tủ sắt với cái niệm nha. Tủ sắt với niệm. Bàn niệm sắt với niệm. Dạ. Tại vì tính đi chợ bán mà sao giờ sực rồi. Chạy qua đây thấy đây có đây. Cho tiện luôn. Cho anh cái hóa đơn luôn nha. Nhiêu à? 2.130.000. Đây cô bác với anh chị, đây là cái bàn 650. Cái giường sắt là 1.3 triệu. Với lại một cái tấm niệm. Tổng tiền của anh là 2.130.000 là chở luôn đó hay anh ha. Chở luôn, chở dạ. Tới chỗ Mân Khai, chỗ đầu cầu Mân Khai đó, chở chị mua đồ vật dụng đó, chị chở cho ổng luôn. Rồi chưa anh giao cho. Mình còn, giao cho. Bây giờ giao luôn á anh, tại vì em thì ở Tân Bình. Mua cho chú này ở Tân Long mà em... Mua cho chú này ở Tân Long với còn á. Vậy khoảng nửa tiếng nó giao được không? Dạ được. Được. Rồi mình cho địa chỉ cho ổng đi. Rồi. Dạ cô bác của anh chị, mới vừa rồi thì mới mua cái giường cho ông Sáu xong. Bây giờ mình với lại cô Hai sẽ vô đây mua một số đồ thiết yếu cho ông Sáu như là cá mồi đồ cô bác của anh chị, mì rồi gói đồ để sẵn cho ông. À, nhờ cô Hai mua giùm cho nó dễ ha. Ở đây bán đồ chai không hả cô? Chiên đồ chai luôn hay vậy? Đồ chai phải hơn. Dạ. Có bán cá mồi đồ luôn không cô? Sao? Cá mồi á. Cá mồi chai không có hết luôn. Mặn á. Mặn mặn dạ. Dạ. Hai, cà phê. Cà phê với đường bột ngọt. Với cá mồi. Cá mồi. Phần mì với hủ tiếu. Hủ tiếu, nước tương, nước mắm cho ông ha. Nước mắm, xà bông, xà bông. Xà bông nữa. Còn thiếu gì mua thêm? Còn gì nữa không? Bây giờ mua trà. Trà. Trà chổng luôn đi, ổng hay uống trà. Dạ. Trà nó xanh đó chị. Thêm bịch trà nữa đi. Trà nó cũng được rồi. Một thùng hảo 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 95.000, thùng hủ tiếu 185. Chơi. 10 cá mồi 135. Một mắm, một nước mắm 18. Gì nữa ta? Bông nước tương. Tương. Cà phê. Đường bột ngọt ha. Xà bông. Xà bông nhập đồ, xà bông rửa chén. Rồi, nước rửa chén 626.000. Dạ. Bớt không cô? Trời. Hả? Tôi nói anh ơi. Tính từ thiện ông ấy nè, cái này nè. À. Tính từ thiện sẵn luôn đó hả? Ừ. Tính từ thiện ha. Rồi 626.000. Trả xa ha, chẳng 25 đi. Chẳng ha. Bớt ngàn ha. Tình nguyện chị đây chứ nó đồ này thì bán ra không cái gì đó. Dạ. Gửi cô 500. Đây chị để này vô. Nó nặng quá. Không sao giờ ta không để này riêng đi. Rồi cái này cho chị cho hai bọc cho chị ăn xách cho nhẹ. Rồi rồi nó cô con gửi con 1 triệu nha. 625.000 gửi con 1 triệu nha. Để gì đi. Chứ mình để nó nặng khó xách. Dạ. Cái này là do gia đình của chị thu ở Mỹ. Dạ. Hỗ trợ cho ông. Dạ. Mình mua gì mình lên mang lên đấy. Nãy giờ thì hai cô cháu đợi cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì cũng đã xong. Bây giờ mua giường với niệm với lại một số đồ để gửi cho ông Sáu. Hôm nay ghé vô đây hỏi thăm ông Sáu. Ô, ông Sáu ơi. Ông đi đâu không thấy ông à? Trời ơi. Nhà gì ghê vậy? Ôi sao nhà gác không vậy ông ông Sáu đâu mất tiêu rồi. Không biết ông đi đâu không biết. Có ông Sáu ở nhà mới được. Có mà. Dà. Dạ. Không biết ông mà nó có đằng quán cà phê không. Không có ông gì lên xuống này xuống đỉnh là ông cà phê đây giống đâu nha. Giống không? Ủa buồn ra. Ông lượm củi đó hả cô Hai? Cô bác của anh chị thấy ngôi nhà mà ông lượm củi ông Sáu nè. Trời ơi, mấy cái ly nữa kìa. Ừ, ly đó ly gì vậy? Ly uống cà phê. Uống cà phê của ông hay là ông gom về? Ừ. Quá dơ rồi. Ông không dẹp dọn gì hết kìa. Ừ, cô Hai dọn dẹp dọn rồi. Trời ơi, cô Hai phải dẹp trở lại. Rồi, rồi vô đi anh. Ừ, Thiên vô từ từ đi em. Anh gáp cái giường giùm em nha. Cái bàn mình để đây chắc vừa quá anh. Để xích vô vừa ha. Cái giường này để nó
nó dài nó vừa. Đây cái bàn này em thấy là mục hết trơn mà cái chân hương của bà nè. Ờ. Để người ta tội bây em nói để cho nó để cho trang nghiêm chút xíu. Quá trời dơ rồi. Dẹp dọn nhà cho ông Sáu đầy gác luôn á. Dọn dẹp lắm rồi đó. Để cái giường ở đây nè cô bác, giường để đây giường hay anh ha. Giường không em. Giường chắc giường. Chắc giường đó. Ừ, đừng cho nó ngăn cái chỗ ông nấu nướng ở đây nè cô bác quý anh chị thấy không? Đó. Cô Hai làm, cô Hai là tu sĩ tại gia. Không phải là tu sĩ mà là tu tại gia cô Hai. Không chồng. Đi làm từ thiện. Đi hái ớt ngày có trăm mấy chục ngàn có mua đi làm từ thiện cho người ta. Quá trời dơ rồi. Cần em phụ không anh? Dạ. Cắt không được. Đó, cái giường này đẹp á. Màu này cho ông cụ là ngon lành luôn á. Dọn dẹp cho ông luôn hả? Bỏ dép ngoài hả cô? Rồi bây giờ mình khiêng cái bàn này ra đi cô Hai. Dạ. Cái chân hương của bà ở đây nè, không có ảnh thờ vậy trơn á. Rồi bây giờ khiêng cái bàn này ra đi. Khiêng cái bàn dở hỏng rồi con, dở hỏng rồi. Dở hỏng đem bếp cho ông để đồ ăn. Ừ. Để cô chị cắt cây dừa mùng mới được. Dừa không anh? Dừa. Dừa ha, mà để. Dừa đủ luôn ha. Ha. Dừa để chị cắt dây. Có như người nhà của ông luôn rồi. Quá trời dơ rồi, cái này nè mai mốt mà chùm lửa không ấy là để nó bị cháy luôn á. Bắt lửa qua là cháy luôn á. Kìa cô ông để cho cô bác quên chị. Thằng lằn chui vô trời ghê dữ à. Cây mà nó bò vô nhà luôn kìa. Cây bò vô nhà luôn kìa. Mùng mền. Ủa sao cô nó có mùng mới rồi mà. Mùng mới sao không dăng, không đem xuống không dăng á. Có mùng mới rồi chưa? Có mùng mới rồi mà sao giờ có mình mới lấy sạn chưa lấy cái mùng mà. Cái này thôi quăng ngoài luôn đi. Ờ quăng ngoài luôn đi anh ơi. Tính là ngại đỡ chị la chị đem cẩm cẩm để đồ ăn. Ông Út, ông Sáu giờ ông về ông gặp ông Sáu, ông về ông gặp ông bất ngờ. Cô bác quý chị thấy tội chưa? Con cái đi đâu tiêu rồi. Dọn nhà cho ông Sáu. Con đâu biết đâu. Quẻm. Cô bác quý chị thấy bụi nó bay bịt mù luôn, có hai quét à. Mấy cây đó là dây leo á. Dây leo đó phải không? Leo ở ngoài mà nó bò vô đó đó cô Hai. Cho cô Hai 10 điểm dọn dẹp. Cho cô Hai 10 điểm dọn dẹp á. Quá dơ rồi. Dạ. Cái này phải ông Sáu phải giữ gìn mới được. Được không anh đây? Có cần em phụ gì không? Để coi. Quay ngược rồi. Dạ dạ, đem tắt máy. Vô đi làm vệ sinh luôn. Từ thiện luôn. Cái đó vô cái ngàm đó chưa? Dạ, cái này đang có hành. Ây dạ. Rồi, bên đó vô chưa anh? Vô rồi. Cô Hai cầm giùm con ơi. Rồi cầm đi. Ây da. Ây da. Trời trời trời. Rồi được. Ủa. Anh em đẩy nãy giờ mới được luôn á. Anh đang sức mồ hôi hết rồi kìa. Này khó với anh đang ha. Tại cái chỗ nó kẹt quá đứng gác không được. Dạ. Ôi hai anh em đẩy xong mừng ghê. Mới sụp xuống cái đợp luôn á cô bác quý anh chị. Đó. Cái giường này nè. Để cho nó cách bên đây chỗ nấu ăn nè. Để thôi ông nấu ăn rồi cái nước tương, nước mắm, nước màu rồi. Nó qua ha.
để cái niệm lên nữa là vừa rồi, tạm ngủ ngon lành rồi. Rồi cái niệm thì cắt ra trả lên ha. Dạ. Rồi vậy xong nha. Rồi cảm ơn anh Đan nhiều nha. Chú cắt này ra giùm con luôn đi, chú để cái niệm lên. Cắt ngoài ha. Không, cắt mũ ra chú. Lót luôn ha không? Dạ lót luôn. Cái niệm mỏng này ngủ nó không nực. Ừ. Niệm dày ngủ nó nực lắm. Đâu gì vô ổng rồi. Đâu có ổng còn gì có. Dạ. Đâu gì có hước ổng lắm rồi đó. Đâu mà đó, đó, đó thì chưa có được cái chỗ nằm á. Nằm không chưa có. Có phước lắm đó ha. Có phước lắm á, gặp á. Đâu có đâu may đâu, gặp á, gặp cái cô này nha. Chứ không có cô này cũng giàu lời luôn á. Dạ, chú chảy lên con luôn đi, được không? Ông giờ em gặp nhà ông có cái giường ông hết. Khóc luôn ha. Ừ. Quay lại chú ơi, quay ngược lại. Dạ. Ông với lại cái niệm ship này nó dễ ship chú, sáng ship lại dễ. Ừ, ship dễ. Dạ. Ồ đẹp ha. Đẹp ha, giường nó đang luôn ha. Ừ. Rồi bây giờ còn cái bàn này chú để đây con nha. Ờ thôi ba để tôi buộc này cái đầu ha. Buộc cái này cho nó cứng đi, con lấy cái bàn để lên ha. Bây giờ là ông Sáu ông về đám dỗ hả? Ờ ông về đây anh má ông đám dỗ rồi, giờ anh ba không? Dạ dạ anh má đám dỗ rồi. Rồi. Ờ đừng căng thẳng quá anh ba, nó ấy là gãy luôn à. Không có thì nó lủng con không được. Rồi được rồi đó ông ơi. Sợ nó nghiêng, nó thấy nó nghiêng. Giờ ấy các bạn lên dưới cái cổng con quay thấy dưới độ rồi được rồi, chiều xuống quay tiếp. Dạ các bạn tôi tiếp cho. Dạ chiều con xuống quay tiếp cho ông. Bây giờ mua cái bàn cho ông xong rồi, mà giờ ông thì không có điện thoại. Dạ cái niệm xong cô bác với anh chị với cái giường nhìn đẹp ghê ha. Cái bàn này để như nơi thờ cho bà. Ừ. Vậy 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 cắt hộp vào trong đây vắt cái con. Dạ. Đây. Trời cho thấy là ngon lành đó. Đồ, à cái dạo ổng. Tôi mua cho ổng rồi với hú tiếu được một hộp với chiều đây chiều hơn để đó đây chiều hồi khui ra cho ông. Với cà phê được cho ổng. Vậy nhìn đẹp rồi. Cái này vừa luôn á chú. Vừa. Nè 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 để cho coi. Thằng gì cho nó sạch sẽ trang nghiêm để quá cái bàn sạch sẽ chứ đâu quá. Để vô. Vô, ra vô. Xích ga, xích ga chú ơi, xích ga. À, xích ga mà được rồi anh ba. Đang ừ. Đãi cái chân hương. Kìa. Rồi. Đó. À vậy đi. Đó. Đầu đó, em đó. Rồi để chân hương xuống. Cho gọn ở nhà. Ừ. Đó, ăn thợ cho sạch sẽ đang đi mới được. Rồi rồi. Ngon lành luôn. Rồi. Nè con em biết lên con. Thôi bây giờ chiều đi, chiều xuống quay tiếp chứ sao giờ? Rồi, giờ bây giờ đồ để của ông để đây đi. Mua đồ đi. Dạ. Cà phê đủ thứ đang nè. Cho tiền nữa. Đèn nữa. Cái quá lạ không? Đẹp ha, à, chú. Quá đẹp luôn. Dạ, cô bác quý anh chị. Cũng giờ này thì cũng 4 giờ chiều rồi, nhưng mà ông Sáu thì vẫn chưa về. Nữ là sáng nay thì có mua đi với cô Hai có mua đồ cho ông thì để làm ở đây sẵn để cho ông. Chiều xuống đây thì dự định là trao tiền cho ông nhưng mà ông thì vẫn chưa về nên thành nữ là mà mai mình đi làm nữa nên thành nữ là cứ để đây cho ông người tuần sau thì có thể tuần hay tuần nữa mình quay lại trao tiền cho ông. Và hôm nay thì đến đây thì cũng làm xong cho ông cái bàn này nè, cô bác của anh chị của chị Thu á, gia đình của chị Thu với lại mua cho ông cái giường cao như thế này nè, cái đồ của ông để đó thì cũng tạo cho ông bất ngờ. Ông thì không có điện thoại nên thành nữ liên hệ ông không có được luôn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị nha.